Rồi, xin chào quý anh chị nhé. Tôi là Tĩnh, tôi đang công tác tại Mitsubishi Trường Chinh. Nếu như quý anh chị chúng ta đang tìm kiếm một con xe bán tải số tự động một cầu ha, có một cái chi phí giá thành nó dễ chịu để phục vụ cho nhu cầu công việc kết hợp với đi gia đình luôn, thì đây là một sản phẩm mà tôi giới thiệu cho anh chị. Đây là Mitsubishi Triton phiên bản một cầu mà là bản thiếu nhé. Triton nó có 3 bản ở Việt Nam, và có một bản hai cầu, hai bản là một cầu. Thì đây là phiên bản một cầu mà bản thấp nhất, giá rẻ nhất, và xe này được nhập Thái. Thì bây giờ tôi sẽ giới thiệu chi tiết hơn về sản phẩm này kèm các cái chương trình ưu đãi trong tháng 9 này cho anh chị tham khảo. Và nếu như anh chị xem hết cái video này, ta cần hỗ trợ tư vấn hoặc là xem xe lái thử thì cứ liên hệ với Tĩnh theo cái số ở trong video nhé. Đây là bản thấp nhất của Triton. Nó sẽ có mức giá niêm yết là 650 triệu đồng và tháng 9 này sẽ được ưu đãi là 100% lệ phí trước bạ, tương đương là 39 triệu. Ta lấy 650 trừ 39 thì còn 611 triệu. Đấy là mức giá xuất hóa đơn và chưa lăn bánh nhé. Còn lăn bánh thì anh chị cứ liên hệ trực tiếp, tôi sẽ gửi những cái bảng giá chi tiết sang Zalo để cho anh chị tham khảo. Và cũng được hỗ trợ vay, tỷ lệ vay có thể lên tới 80%. Cá nhân doanh nghiệp gì chúng ta đều có thể vay được, miễn là đừng nợ xấu thôi anh chị. Thì để tư vấn những cái sâu hơn thì anh chị cứ liên hệ trực tiếp nhé, Tĩnh sẽ hỗ trợ tư vấn và sẽ có đội ngũ nhân viên hỗ trợ cho anh chị, thậm chí là hỗ trợ lái thử tận nhà luôn. Rồi bây giờ tôi sẽ giới thiệu chi tiết về sản phẩm này. Thì đây là một dòng bán tải mà được nhập khẩu từ Thái Lan nha anh chị. Tất cả phiên bản nó đều nhập từ Thái hết. Và với cái cấu hình là sử dụng động cơ dầu 2.4 lít ha, có tăng áp nhé. Kết hợp với hộp số tự động 6 cấp và dẫn động cầu sau. Bán tải thì dẫn động cầu sau hết anh chị. Với cái khối động cơ này thì nó cho ra công suất cực đại là 181 mã lực, 430 Nm. Thì đây là một cái thông số rất là mạnh ha anh chị. Ở tầm tiền mà hơn 600 triệu thì thông số công suất cực đại và mô xoắn cực đại với một con bán tải như này là rất khỏe đấy. Và đây là phiên bản mà có giá thành rẻ nhất trong 3 phiên bản của Triton, cho nên nó sẽ bị cắt bớt một số những cái trang bị để giảm giá thành, nó sẽ có mức giá nó dễ chịu hơn cho anh chị, dễ tiếp cận hơn. Và nếu như anh chị muốn nâng cấp thêm thì tại Mitsubishi Trường Chinh cũng có phòng phụ kiện, sẽ có thể nâng cấp hỗ trợ cho anh chị các cái phụ kiện nếu anh chị có nhu cầu. Ví dụ như anh chị thấy đây là ghế nỉ này, nếu anh chị muốn trang bị một bộ ghế da thì bên Mitsubishi Trường Chinh có thể hỗ trợ được cho anh chị. Ngoài ra cũng có thể gắn thêm nắp thùng, rồi dán phim cách nhiệt, camera hành trình, tất cả thứ đấy công ty đều hỗ trợ hết cho anh chị nhé, với mức chi phí nó hợp lý nhất khi mà anh chị mua xe. Con này nó có cái màu xám này, gọi là xám lông chuột này, một cái màu nhìn cũng rất là đẹp, nhìn nó lì lợm. Phía trước này thì tuy là bản thấp nhất nhưng mà anh chị nhìn thấy nó cũng rất là thanh lịch, bởi vì nó có một số chi tiết mạc chrome, nhìn cái xe mình nó vẫn rất là sang trọng. Ngôn ngữ thiết kế là Dynamic Shield ha, hai cái dãy hình chữ C móc ngược ra hai bên, một cái ngôn ngữ thiết kế chung của Mitsubishi hiện tại. Xe này thì đang chờ khách đến nhận xe nhé. Đèn thì công nghệ đèn nó là đèn halogen nhé. Đây là đèn gầm này, đèn xi nhan và pha cốt halogen hết, nhưng mà tạo hình nhìn rất là đẹp, nhưng rất là ngầu. Và mâm á, thì các bác sẽ thấy kích thước là 17 inch và đây là mâm phay hai màu hợp kim ha. Phía trước là phanh đĩa nha anh chị. Lốp thì rất dày, lốp dày thì đi địa hình nó càng êm ái thôi. Phiên bản này có cái khoảng sáng gầm là hơn 200, tôi không nhớ chính xác lắm mà tôi chỉ nhớ là hơn 200mm. Thì bán tải thì con nào khoảng sáng gầm nó cũng cao sẵn rồi. Nhưng một cái hay là bản thấp nhất trang bị sẵn nguyên zin là một cái bệ bước đó. Tay nắm cửa vẫn được mạc chrome, rất là sang trọng. Ốp này là nguyên zin nhé, nguyên zin nó là mạc chrome hết rồi. Bản này thì xi nhan nằm ở đây, nó bị cắt cái xi nhan trên này rồi nha anh chị. Rồi phía sau thì nó sử dụng phanh tăng trống nha, như những cái con bán tải còn lại thôi. Phủ gầm. Đây là phía sau xe, cản là có sẵn hết nè, có sẵn camera lùi ha. Và một cái hay nữa là đây là bản thấp nhất nhưng ta có trang bị sẵn một cái lốp thùng chính hãng nha. Cái này là nhập Thái về, nó có sẵn cái lốp thùng, anh chị không cần phải mua thêm. Và các cái móc để chúng ta treo đồ. Tải trọng của cái thùng này nó khoảng hơn 700kg. Và phía sau nó xài là nhíp lá nha, để anh chị có thể thấy. Nhíp lá thì được cái nó tải nặng tốt, nhưng mà nó sẽ không thể nào êm ái như những con xe treo đa điểm được. Thì cái này chúng ta phải đánh đổi thôi. Hầu hết xe bán tải thì phía sau nó là sử dụng cái nhíp lá hết anh chị. Nội thất toàn bộ là nhựa thôi. 4 loa ha, 4 loa 4 cửa.
Đối với Triton thì con xe bán tải nó có cái độ ngã lưng tốt nhất chính là Triton. Cho nên nếu anh chị chúng ta kết hợp đi gia đình và công việc á, cho vợ mình, con mình ngồi phía sau này thì cũng rất là ok, ok hơn tất cả những con bán tải còn lại. Và có một cái bộ thảm theo xe. Con này nó không có cửa gió sau nha. Đây nè. Tuy nhiên bán tải thì tất cả những cái bán tải thì nó đều có cái hệ thống điều hòa cực kỳ tốt. Tay nắm để chúng ta bước lên hoặc là đi qua những cái vùng trồng chành á, ta cầm cho nó chắc tay hơn, tự tin hơn. Vô lăng nhìn cũng rất là đẹp ha, nhìn giống Pajero. À đây nó có cả ga tự động nè anh chị, được trang bị luôn cả ga tự động. Vô lăng trợ lực là trợ lực thủy lực nha. Trợ lực thủy lực thì nó sẽ đầm, sẽ chắc tay. Ghế nỉ thôi, toàn bộ là chỉnh cơ hết. Con này chỉnh cơ được 4 hướng nè. Màn hình này màn hình cơ thôi. Đây màn hình nguyên zin nha anh chị. Nó có sẵn cái màn hình như này, tích hợp luôn camera lùi lên đây. Điều hòa thì điều hòa cơ thôi. Một số dít dắt, một số tự động 6 cấp, banh cơ. Đến đây là những trang bị cơ bản rồi. Xe thì có hai tiêu khí. Cái này là gương chống chói chỉnh cơ. Rồi, đó là những gì mà thấy được, sờ được, chạm được thì tôi giới thiệu đến quý anh chị. À, cái xe này có sẵn lót sàn này, được tặng thêm cho khách hàng. Đấy, với mức giá hiện tại là 650 triệu niêm yết, sau khi giảm giá là còn 611 triệu. Và giá đấy thì chưa bao gồm các cái phụ kiện khác. Thì anh chị chúng ta xem hết video này, chúng ta có nhu cầu tìm hiểu một con bán tải như thế này, cần tư vấn hỗ trợ thì anh chị có liên hệ trực tiếp với Tính nha. Ở đây thì Mitsubishi Trường Chinh có sẵn các cái xe lái thử, tất cả các dòng xe luôn. Anh chị chúng ta có nhu cầu lái thử trải nghiệm thôi, chưa cần phải mua đâu. Chúng ta có nhu cầu lái thử thì cứ liên hệ với Tính nhé. Bên Mitsubishi Trường Chinh sẵn sàng hỗ trợ cho anh chị lái thử tận nơi, trong cái bán kính khoảng đâu đấy 15 cây số. Còn nếu anh chị ghé trực tiếp sang Mitsubishi Trường Chinh thì quá tốt. Một số cái hoa đồ trang trí để bàn giao xe cho khách. Rồi, cảm ơn quý anh chị nhé. Tôi xin chấm dứt video tại đây.